người dân Hà Nội gọi hơn 2.000 cuộc điện thoại khẩn xin cấp nước sạch. Theo đó, liên quan đến việc nguồn nước sinh hoạt tại nhiều quận ở Hà Nội bị ô nhiễm, sáng ngày 16 tháng 10, trao đổi với VV về việc cung cấp nước sạch cho người dân sau sự việc nguồn nước sinh hoạt tại nhiều quận nội thành bị ô nhiễm, đại diện công ty nước sạch Hà Nội cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về việc hỗ trợ cấp nước cho vùng ảnh hưởng sự cố cấp nước mặt sông Đà. Từ 16 giờ 0 phút đến 21 giờ 0 phút ngày 15 tháng 10, công ty đã tiếp nhận trên 2.000 cuộc điện thoại đề nghị xin hỗ trợ cấp nước. Để phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân, công ty đã huy động khẩn cấp 7 xe tét của nước sạch Hà Nội và của công ty Viwako để trợ cấp nước miễn phí đến cụm dân cư suốt đêm. Đồng thời công ty đã vận hành tối đa nguồn nước dự phòng, mở cửa 4 nhà máy nước sạch tại Mai Dịch, Hà Đình, Pháp Vân và trạm Quỳnh Mai để mọi người dân vào lấy nước tự do. Tuyến ống TGG800 Pháp Vân, đường Vành Đai 3 được mở thông để cấp nguồn nước từ công ty nước sạch Hà Nội sang khu vực bán đảo Linh Đàm, Định Công, Đại Kim, Thanh Liệt và một phần khu vực Khương Trung, Khương Định giáp đường Nguyễn Trãi, lượng nước cấp tăng trên 35.000 mét khối mỗi ngày đêm. Theo lãnh đạo công ty nước sạch Hà Nội, sáng nay ngày 16 tháng 10, công ty tiếp tục cử cán bộ trực điện thoại xuống hiện trường để hỗ trợ cấp nước. Tuy nhiên, do các lái xe tét đã chạy suốt đêm, lượng xe công ty hạn chế, khoảng cách di chuyển xa, cộng với giao thông trên đường đông đúc, trong khi nhu cầu gọi hỗ trợ lớn quá tải, nên công ty chỉ cấp nước theo thứ tự cuộc gọi. Trước đó, từ ngày 10 tháng 10, nhiều hộ dân trên địa bàn Hà Nội tại các quận như Thanh Xuân, Hà Đông, Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, hoang mang, lo lắng vì nguồn nước do công ty CP đầu tư nước sạch sông Đà, Viwasco, cung cấp có mùi lạ. Sau khi đoàn liên ngành gồm Sở Xây dựng, Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hà Nội vào cuộc kiểm tra và có kết quả giám định xác định mùi khét có tại trong nguồn nước tại các nhà dân trong toàn bộ khu vực cấp nước của nhà máy tại các quận Thanh Xuân, Hoàng Mai, Hà Đông là do chất tiêu có từ dầu thải gây ra. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng khuyến cáo, trong thời gian trước mắt, khi công ty CP đầu tư nước sạch sông Đà chưa sụt xả, thao được toàn bộ hệ thống nước tại các bể của gia đình, khu chung cư, các bể tăng áp, mọi người dân có sử dụng nước thuộc vùng do công ty cổ phần Viwako, công ty trách nhiệm hữu hạn MTV nước sạch Hà Đông cung cấp, chỉ nên dùng nguồn nước này để tắm giặt, không sử dụng để nấu ăn, uống. Ngay sau đó, công ty nước sạch Hà Nội đã có thông báo khẩn về việc hỗ trợ cấp nước cho các khu vực dân cư bị ảnh hưởng từ nguồn nước mặt sông Đà. Thông báo cụ thể như sau. Công ty nước sạch Hà Nội sử dụng tối đa các phương tiện cấp nước bằng xe tét để hỗ trợ cấp nước cho các khu vực nói trên, hoàn toàn miễn phí. Thời gian hỗ trợ 24/24. Để được hỗ trợ phục vụ cấp nước tại các khu vực bị ảnh hưởng, công ty nước sạch Hà Nội cần sự phối hợp của tổ dân phố, ban quản trị, ban quản lý các tòa nhà cần đăng ký đầy đủ các thông tin. Vì nhu cầu hỗ trợ của người dân rất lớn, do vậy công ty nước sạch Hà Nội sẽ phục vụ theo thứ tự đăng ký và công ty sẽ mở cửa 24/24 các nhà máy sản xuất nước sạch, cụ thể bao gồm nhà máy nước Hà Đình, nhà máy nước Pháp Vân, nhà máy nước Mai Dịch, trạm cấp nước Quỳnh Mai, để người dân chủ động vào lấy nước sạch để sinh hoạt trong lúc khó khăn. Sau khi dư luận phản ánh tình trạng nguồn nước bị ô nhiễm và việc cung cấp nước sạch từ công ty cổ phần đầu tư nước sạch sông Đà không bảo đảm chất lượng, ảnh hưởng đến đời sống của hàng vạn người dân khu vực Tây Nam thành phố Hà Nội. Về vấn đề này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến chỉ đạo như sau. Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình chỉ đạo ngay công ty cổ phần đầu tư nước sạch sông Đà khắc phục sự cố, kịp thời cung cấp nguồn nước sạch, bảo đảm chất lượng cho nhân dân. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình có giải pháp kịp thời bổ sung, thay thế nguồn nước bị ô nhiễm, bảo đảm cung cấp đủ nước sạch, ổn định đời sống nhân dân khu vực trên. Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường và các địa phương kiểm tra tình hình hoạt động của các nhà máy nước sạch trong cả nước để bảo đảm nguồn nước sạch, an toàn phục vụ nhân dân. Bộ Công an khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc nguồn nước bị ô nhiễm và việc cung cấp nước sạch từ công ty cổ phần đầu tư nước sạch sông Đà không bảo đảm chất lượng, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Thủ tướng đề nghị các bộ, cơ quan khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ nêu trên, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 25 tháng 10 năm 2019.